Lời tâm sự cuối cùng đầy xúc động của ca nương Tú Thanh trước khi gặp tai nạn, định mệnh giang dở của một tài năng. Ngày 1 tháng 7, thông tin ca nương trẻ nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ khiến khán giả xót xa. Dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam đã mãi mất đi một ngôi sao nhí tài năng. Tú Thanh qua đời sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào sáng cùng ngày. Chị gái Tú Uyên cũng bị thương nặng, bị chấn thương sọ não, gãy xương chân và xương khớp háng. Tuy nhiên gia đình đã cử người chăm sóc, giữ điện thoại và giấu tin em gái Tú Thanh đã mất để Tú Uyên yên tâm điều trị nghỉ ngơi. 3 ngày trước khi qua đời trên trang cá nhân, Đặng Tú Thanh đã có đôi dòng xúc động về khóa tu mùa hè mà em tham gia. Con xin tri ân quý thầy đã dạy cho chúng con nhiều bài học hay trong khóa tu mùa hè. Con cũng xin cảm ơn rất nhiều đến các bà, các mẹ, các anh chị chúng trưởng, chúng phó đã vất vả chăm lo cho chúng con để chúng con có một khóa tu vui khỏe, bổ ích. Kết thúc một chuyến đi với bao sự nuối tiếc, tạm biệt khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm 2023. 2 ngày hôm nay, mạng xã hội rất đông bạn bè, anh chị, cô chú, nghệ sĩ, người hâm mộ, xót thương cho Tú Thanh. Một người quen của Tú Thanh đau lòng xác nhận thông tin qua đời của em trên trang cá nhân. Thương con, cô ca nương nhỏ bé ngoan ngoãn, với tấm lòng lương thiện tuyệt vời. Có lẽ nhân duyên với cha mẹ, với bạn bè đồng tu, với trần gian của con đến đây đã mãn. Con đến và đi quá nhanh, chỉ như giấc mộng thoảng qua, nhưng ghi dấu ấn đậm sâu vào lòng những người thân, những người đã từng gặp con. Một nhân vật nổi tiếng khác trong giới chia sẻ, cũng cỡ chục năm trước khi ngồi từ hàng ghế ban giám khảo, đã cả ngày nghe hàng trăm thí sinh dự thi đã thấm mệt. Đến lúc xuất hiện cô bé mới chừng gần 5 tuổi, mặc áo nâu váy đục, khăn vấn, hát những câu hát sẩm, phản ứng đầu tiên là chú đã phì cười vì trông con rất ngộ nghĩnh và vui vì sự xuất hiện của con. Bữa ấy là vòng thử giọng của một cuộc thi tài năng nhí. Tên cuộc thi giờ chú còn không nhớ chính xác, nhưng cô bé hát sẩm đến từ Hải Phòng thì đã lưu trong lòng chú từ khi ấy. Hôm nay đọc tin biết Tú Thanh không may bị tai nạn giao thông tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Đau xót hơn, con đã không qua khỏi mà bàng hoàng và buồn quá. Sang thế giới bên kia ở tuổi 15, tiếp tục là thiên thần, cất cao tiếng hát con nhé. Đặng Tú Thanh, sinh năm 2009, được khán giả yêu mến khi biểu diễn được nhiều môn nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, sẩm, thông qua nhiều chương trình âm nhạc, Người Hùng Tí Hon, Biệt Tài Tí Hon, Gương Mặt Thân Quen. Mẹ của Tú Thanh từng chia sẻ, gia đình làm kinh doanh, nhà không có ai theo con đường nghệ thuật, nhưng Tú Thanh sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ lúc còn bé. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng hệ có chương trình hát sẩm, hát xoan nào trên đài phát thanh, trên TV là Tú Thanh đều say sưa theo dõi, lắng nghe, hát theo. Với chất giọng ngọt ngào cùng khả năng thiên phú, Tú Thanh luôn chinh phục bất cứ ai đã từng một lần nghe em hát. Năm 2016, cách đây 7 năm, khi vừa 6 tuổi, Tú Thanh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục, nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất.